Thưa quý vị, ngày 12 tháng 9, sân bay quốc tế Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh đã đón thành công hai chuyến bay đưa 345 công dân từ Mỹ về Việt Nam. Hành khách trên chuyến bay đều đủ điều kiện nhập cảnh và cách ly theo chương trình thí điểm hộ chiếu vaccine của Bộ Y tế. Theo đó, 345 hành khách đã khởi hành từ Los Angeles và San Francisco của Mỹ đến Seoul trên chuyến bay liên danh, sau đó từ Seoul về Vân Đồn trên hai chuyến bay VN5413 và VN5415 do Vietnam Airlines khai thác. Chuyến bay VN5413 đã hạ cánh tại sân bay Vân Đồn lúc 11:23 và chuyến bay VN5415 hạ cánh lúc 12:27. Toàn bộ hành khách phải đáp ứng các điều kiện của Bộ Y tế trong chương trình thí điểm cách ly 7 ngày. Trước đó, ngày 4 tháng 9 vừa qua, Vietnam Airlines đã thực hiện chuyến bay đầu tiên thí điểm chương trình cách ly tập trung 7 ngày, hành trình từ Tokyo, Nhật Bản đến Vân Đồn, Quảng Ninh với gần 300 hành khách. Theo kế hoạch, chuyến bay thí điểm tiếp theo cũng sẽ do Vietnam Airlines thực hiện, dự kiến sẽ diễn ra vào cuối tháng 9, đón hơn 300 công dân Việt Nam tại các nước châu Âu từ Paris của Pháp đến sân bay Vân Đồn. Hàng trăm người chen lấn giành giật phiếu tiêm chủng trong đêm. Thực tế này xảy ra tại phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội. Lãnh đạo địa phương khẳng định nguyên nhân là do hiểu nhầm và sẽ không để tình trạng này tái diễn. 22 giờ đêm tại trường tiểu học Trung Văn, điểm tiêm chủng của phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm. Hàng trăm người tập trung, chen lấn, giành giật phiếu đăng ký tiêm chủng như chưa hề có dịch xảy ra. Họ hẹn bọn em là 10 giờ là ra tiêm, bảo là tổ 5 là 10 giờ tiêm, nhưng mà bây giờ là gần 11 giờ rồi, bọn em tổ 5 vẫn đang đứng đây. Mong là các phường sẽ tiêm giãn ra. Theo tôi thì là nên hẹn theo tổ dân phố chẳng hạn, như là mỗi tổ thì một giờ giấc chẳng hạn thế. Lực lượng chức năng đã phải đóng cửa điểm tiêm chủng và liên tục phát loa kêu gọi người dân đảm bảo giãn cách. Sau hơn 20 phút, tình hình trật tự tại điểm tiêm chủng mới được lập lại. Tiêm không phải là một ngày hôm nay, người đã tiêm rất nhiều ngày nhá. Tất cả mọi người đứng giãn cách nào. Trao đổi với phóng viên VTC, ông Nguyễn Đức Long, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Trung Văn cho biết, tình trạng trên là do có sự hiểu nhầm trong quá trình thông báo từ phường về tổ dân phố và từ tổ dân phố đến người dân và các chủ nhà trọ trước khi diễn ra chiến dịch tiêm vaccine phòng COVID-19. Phường Trung Văn đã cho tổ trưởng tổ dân phố thông báo cho người dân của tổ mình lập danh sách đăng ký tiêm cụ thể. Tuy nhiên, sau khi nhận được thông báo, người dân và chủ nhà trọ đã thông báo cho tất cả mọi người cùng ra điểm tiêm, nên dẫn đến tình trạng tập trung đông người. Phường Trung Văn chúng tôi cũng nghiêm túc để rút kinh nghiệm. Đồng thời là chúng tôi cũng đã chỉ đạo đối với các bác là tổ trưởng tổ dân phố phải thực hiện công tác lập danh sách theo đúng quy định, đồng thời là gửi danh sách về phường, nhận giấy mời từ phường và gửi tới tay tận đối tượng, để khi người dân cũng như là người lao động tự do, sinh viên nhận được giấy thì theo khung giờ đã định. Cũng trong chiều nay, trao đổi với phóng viên VTC, lãnh đạo quận Nam Từ Liêm khẳng định, ngay sau khi có sự việc xảy ra tại phường Trung Văn, quận đã có chấn chỉnh kịp thời. Toàn bộ tất cả công tác tiêm chủng trên địa bàn của phường Trung Văn giãn cách toàn bộ và đã mở thêm tiếp ngay một cái địa điểm nữa ở bên trường Nguyễn Du. Cái thứ hai là chúng tôi cũng đã yêu cầu là đồng chí chủ tịch Ủy ban dân phường rút kinh nghiệm sâu sắc đấy, và tiếp tục giao cho Ủy ban dân quận và Ủy ban phường tổ chức kiểm điểm làm rõ trách nhiệm của đồng chí chủ tịch Ủy ban dân phường. Trong đợt tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 lần này, phường Trung Văn được phân bổ 3.500 liều vaccine Verocell của hãng Sinopharm. Địa bàn phường có người dân, đặc biệt là số sinh viên, người lao động ngoài tỉnh trên địa bàn phường bị mắc kẹt rất lớn. Phó Thủ tướng Lê Minh Khái vừa ký các quyết định xuất cấp gạo, nhà bạt, máy phát điện từ nguồn dự trữ quốc gia cho các tỉnh Gia Lai, Bình Phước và Sóc Trăng để hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh và phục vụ công tác phòng chống dịch COVID-19. Phó Thủ tướng giao Bộ Tài chính xuất không thu tiền hơn 200 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho tỉnh Gia Lai để hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 năm 2021. Phó Thủ tướng giao Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính xử lý cụ thể theo quy định, chịu trách nhiệm về thông tin và số liệu báo cáo. Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai chịu trách nhiệm về hỗ trợ kịp thời, đúng đối tượng, định mức theo quy định và phù hợp với công tác phòng chống dịch tại địa phương. Trường hợp sau khi thực hiện nếu vẫn còn khó khăn, Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai báo cáo Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính để trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, tiếp tục hỗ trợ. Bộ Tài chính cũng chịu trách nhiệm xuất cấp không thu tiền nhà bạt,
máy phát điện từ nguồn dự trữ quốc gia cho Ủy ban Nhân dân các tỉnh Bình Phước, Sóc Trăng để phục hồi công tác phòng chống dịch COVID-19 với số lượng mỗi tỉnh được cấp là 30 bộ nhà bạt, 2 bộ máy phát điện loại 30 kW. Thưa quý vị và các bạn, trong thời điểm dịch bệnh phức tạp, nhiều người đã rơi vào tình cảnh thất nghiệp, khó khăn trăm bề. Trong khi nhà nước đang có nhiều chính sách hỗ trợ dân nghèo thì cũng có nhiều kẻ gian đã sử dụng những chiêu thức giả mạo, lừa đảo tinh vi, chiếm đoạt tài sản của người dân. Vậy người dân cần làm gì để nhận diện chiêu trò, thủ đoạn của các đối tượng lừa đảo này? Đây là 6 nghi phạm vừa bị Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa bắt giữ để điều tra về hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản với tổng số tiền gần 5 tỷ đồng. Theo điều tra, từ cuối tháng 4 đến khi bị bắt, các nghi phạm dù không phải là cán bộ, công chức hay đại diện cho cơ quan có trách nhiệm nhưng đã câu kết với nhau đến gặp nhiều hộ dân trên địa bàn các huyện Thọ Xuân, Thường Xuân, tự xưng có thể giúp các hộ làm hồ sơ nộp ngân hàng để nhận tiền hỗ trợ do ảnh hưởng dịch COVID-19, hỗ trợ hộ nghèo, người cao tuổi. Trước đó, nhiều ngân hàng trong nước đã phải đưa ra các khuyến cáo, các khách hàng nâng cao cảnh giác trước các chiêu trò lừa đảo trợ cấp COVID-19. Trong số này, có thủ đoạn yêu cầu khách hàng cung cấp giấy tờ tùy thân để nhận tiền hỗ trợ ảnh hưởng của dịch COVID-19. Những thông tin các đối tượng yêu cầu bao gồm có những thông tin liên quan đến việc cung cấp chứng minh nhân dân hoặc là những thông tin liên quan đến cung cấp các tài khoản ngân hàng của người dân để nhận được gói hỗ trợ. Và khi có được những thông tin này thì đương nhiên các đối tượng sẽ không có sự hỗ trợ đối với người dân mà thậm chí các đối tượng còn cắt đứt đi sự liên lạc với người dân khi đã có được những thông tin đó. Và với những thông tin mà các đối tượng thu thập được thì các đối tượng này sẽ thực hiện việc là lập lên những hồ sơ để từ đó mà vay tiền ở các cái tổ chức tín dụng. Và vì thế người chịu thiệt thòi đứng tên ở đây là chính những người dân đã cung cấp thông tin cho các đối tượng đó. Các chuyên gia khuyến cáo người dân tuyệt đối không cung cấp giấy tờ tùy thân, ảnh chụp, video clip quay cận gương mặt, tên đăng nhập, mật khẩu, mã OTP cho bất cứ ai, kể cả người tự xưng là công an, cán bộ tòa án, bộ y tế, nhân viên ngân hàng, đồng thời không chia sẻ các thông tin này lên mạng xã hội. Thì người dân có thể tìm kiếm những thông tin trên các website chính thống của các cơ quan nhà nước. Và một trong những địa chỉ mà người dân có thể gửi những thông tin liên quan đến việc là yêu cầu về các gói hỗ trợ khó khăn cho mình hoặc là những người xung quanh bằng cách là có thể gọi điện trực tiếp đến các đường dây nóng đã được địa phương cung cấp để đề nghị có những cái gói hỗ trợ một cách kịp thời. Ngoài ra thì trên website người dân có thể truy cập vào địa chỉ của Cổng Dịch vụ Công Quốc gia với địa chỉ là ncovi.dịchvucong.gov.vn và trong đó thì có những hướng dẫn cụ thể về diện được hỗ trợ cũng như là những cái thủ tục để có thể đăng ký yêu cầu xem xét từ đó có nhận được các gói hỗ trợ này hay không. Để ngăn chặn tình trạng lừa đảo này tái diễn, các chuyên gia cho rằng cần phải truy tìm và xử lý nghiêm các đối tượng phạm tội. Xét cái hành vi của các cái đối tượng đã thực hiện những việc như vậy thì đã cấu thành cái tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản được quy định tại điều 174 Bộ luật hình sự năm 2015 được sửa đổi 2017. Thế thì cái giá trị chiếm đoạt tài sản nếu mà từ 2 triệu trở lên thì các cái đối tượng đó sẽ phải chịu trách nhiệm hình sự, và đặc biệt là xảy ra trong cái bối cảnh dịch bệnh mà lợi dụng cái tình trạng dịch bệnh này thì lại là một cái tình tiết định khung tăng nặng được quy định tại điều 174, khung hình phạt sẽ được từ 7 năm đến 15 năm. Tình hình dịch COVID-19 vẫn còn diễn biến phức tạp. Do đó, mỗi người dân cần thật sự chủ động để không biến mình thành các nạn nhân của các đối tượng lừa đảo. Thông tin vừa rồi đã khép lại phần cập nhật tin mới của VTC Now. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.